Thì trong khi ở đây có mấy người thôi, nhưng mà thầy thấy có nhiều người chế tạo ra. Nếu mà ông Phật ông sống, ông nói đệ tử ông bây giờ nó còn hơn ông nữa, chứ nó sáng tạo trên cái pháp thân hành niệm mà để nó đối trị được cái tâm hôn trầm thùy miên của nó đối trị được cái tâm vọng tưởng của nó. Thì ông nói tao cũng ngán tụi bay, thì bay giỏi hơn tao, tao dạy bay như vậy mà bay biết chế tạo nó đủ cách. Các con thấy từ cái bài mà pháp thân hành niệm á, thì thiện xảo nó trở thành cái pháp tu mà lệnh á, để mà trở thành những cái lệnh tứ nhĩ túc. Bởi vì thầy thấy trong cái pháp mà thân hành niệm rõ ràng là Đức Phật nói khi mà tu tập pháp thân hành niệm thì nó có 10 công đức Như Lai, và 10 công đức Như Lai đó là tứ thần túc. Cho nên thầy nói nếu mà như vậy thì phải cái lệnh rồi đó, còn bởi vì như ý túc, như ý mình muốn mình lệnh nó ra chứ, ai mà làm được, thì nó phải là có cái đạo lực gì đó. Cho nên cái pháp này nó thực hiện cái đạo lực, con hiểu không? Cho nên vì vậy đó mà thầy thiện xảo nó trở thành cấu kết, nó trở thành cái cổ xe, cái kiên cố mà Đức Phật đã tường dài ở trong cái bài pháp thân hành niệm đó. Nó phải kiên cố như cổ xe mà nó biến nó trở thành căn cứ địa. Mà nếu mà cứ để mình tu chung chung mà thân hành niệm mà kêu là tôi tu trong tất cả mọi hành động, tôi biết cái hành động, thì nó đâu thành cái cổ xe, phải không? Nó đâu có thành cổ xe. Lúc nào tôi làm gì vậy, tôi biết cái động dụng của nó thôi, tức là tỉnh thức thôi, như vậy đâu thành cổ xe, mà đâu có trở thành cái căn cứ địa được. Nhưng mà Đức Phật dùng những cái chân trời từ đó thì mình biết là Đức Phật bảo mình cấu kết nó là thì hiện xảo tất cả những thân hành niệm mình là để cho nó trở thành cái cổ xe, để cho nó chạy. Và khi nó chạy thì nó chạy tới đâu thì nó kiên cố tới đó, mà nó lại có những thần túc như vậy thì nó là cái lệnh rồi. Mà nếu mình không có lệnh tác ý, mình cứ biết nó âm thầm, mình biết được cái hành động đó không thì nó không đúng. Các con từ cái chỗ suy tư đó mình sáng, mình thiện xảo nó trở thành đúng cái ý của Phật, cho nên nó, mình tu cái nó hiệu quả liền, tức là nó có cái kết quả. Con có thấy khéo léo. Còn bây giờ các con thấy hôn trầm cũng từ trên cái pháp thân hành niệm các con đi, mà các con sáng tạo ra. Hồi nãy như thanh trí sáng tạo thầy thấy hết hồn chứ, trời đất ơi cái gì mà chứ những điều nó đạp cái tâm si nó lọt xuống biển ấy, chứ ở đó nó đâu có nổi cái chân mà nó nện mấy cái gót chân nó xuống, là cái cực si nó cũng lật đật nó chạy rồi. Mấy con đó là cái sáng tạo cái thiện xảo của chúng ta, mình đang khi chúng ta bị cái hôn trầm thì nhiên rồi, mà nếu đi nhẹ nhàng là sao cho nó hết, nó khó lắm chứ đâu phải đối trị. Mà như cái bác hồi nãy mà nói chuyện mà nó gục gà gục gửng như vậy, mà nó rủ rượt con người mình ra vậy, mà nếu mà sử dụng những cái hoạt động mà mạnh của cái thân mình như vậy nó mới có thể thắng nó được chứ đâu phải dễ. Nhưng mà bác dùng cái tinh thần, dùng cái xúc động cái sức tinh thần của mình để bằng cái câu tác ý. Không thấy cái lực tinh thần của mạnh lắm, nó không phải bằng cơ đâu mấy con, cái đó là cái lực tinh thần tác ý đó. Mà nó đúng cái tình cảm, nó đúng cái tâm lý của mình, nó làm cho mình mạnh mẽ hơn mà mình thắng được luôn. Con thấy cũng ghê chứ, đúng không biết sử dụng nó. Cho nên thầy đọc những cái này để mấy con rút tỉa từng cái kinh nghiệm, khi mình gặp những cái trường hợp nó khó khăn mình viết mình đối trị bằng tinh thần hoặc bằng cơ mình để đối trị nó, để mình chiến thắng mà không được thua giặc. Thì bắt đầu chúng ta học cái lớp này chúng ta thấy vui chứ, nhiều cái kinh nghiệm của các bạn thể hiện ra đây. Nếu mà mày tao làm cái kiểu của tao không được rồi tao bắt chước ông đó thì mày cũng chết. Không phải không mấy con? Học học mình, học người, học thầy, học mình, học người, học mọi bạn của mình, thì những cái điều này là điều lợi ích rất lớn. Hồi sáng này cũng có những bạn có những cái hành động tu tập cũng hay, nhưng mà mấy con chỉ là chia làm hai lớp, cho nên mấy con không được tập trung để học thêm những cái điều kiện hay của các bạn nữa. Cho nên vì vậy mà sau này thầy thiết nghĩ cho học chung lại đi, thà mấy ngồi chơi cũng được mà học từng cái kinh nghiệm cũng hay chứ, phải không mấy con? Để cho mình sáng tạo, mình từ nương vào cái chỗ mình sáng tạo, cái của mình sáng tạo, để cho mình dập cái đối phương của mình là dập tham sân si, phải không mấy con? Mình đánh dập mà tham sân si mà rút tỉa từng kinh nghiệm của nước này nước kia, mình áp dụng nước mình phải thắng như vậy. Mấy con có nghe trong cái thời Liên Xô nó viện trợ cho những cái quả tiễn không? Nhưng mà về Việt Nam mình sao mà sáng chế sao nó bắn hay hơn của Liên Xô? Liên Xô nó cũng ngơ ngẩn, nó trời đất ơi mấy ông Việt Nam này ông làm gì qua bên đây ông bắn còn tài ba hơn mình nữa. Nhưng mà sự thật là cái kỹ sư của mình bên đây khi mà nó nghiên cứu thì bắt đầu nó sáng tạo ra cách thức ở chiến trường của Việt Nam. Còn cái ông Liên Xô ông sáng tạo theo chiến trường của ông, nhưng mà ông không ngờ qua ông Việt Nam này ông ôm được vũ khí này ông sáng tạo tài ba hơn.
Đúng rồi đấy. Còn mình ông Phật cũng dạy mình cách thức mà pháp thân hành niệm, mình lại sáng tạo ra, mình thiện xảo ra. Trời đất ơi, nó muôn mặt ở trong đó chứ. Mà muôn mặt để làm gì? Các con thấy muôn mặt nó có sai pháp đâu, đối trị được cái tâm tham sân si của mình chứ đâu phải gì. Thì ông Phật hồi dạy cũng dạy mình để đối trị ba cái này chứ có đối trị cái gì khác. Cho nên mình đâu có làm cái gì khác đâu, đối trị hai cái thằng giặc mà đánh nó thôi. Thì do đó cái sự sáng tạo mấy con, tại sao mà thầy chấp nhận cho mấy con sáng tạo? Tại vì thầy biết mấy con dùng cái đó mà đuổi được, đuổi đặt được giặc si tham hô trần thì nhiên các con sẽ bị dán bóng đi, sẽ đuổi đi. Cho nên cách thức của chúng ta là cách thức sáng tạo. Sáng tạo bằng tri kiến chúng ta nhìn nhân quả, sáng tạo triển khai tri kiến chúng ta sáng suốt nhìn tất cả các pháp quy về để sự giải thoát chúng ta. Nó là bằng tri kiến, bằng cái ý thức, bằng cái sự hiểu biết của chúng ta. Rồi sáng tạo bằng cái phương pháp thân hành niệm, tức là cái thân động của mình sáng tạo đối trị tâm tâm si, làm cho ông trần thị miên không có đất đứng, đuổi ra cho khỏi cái giặc, đuổi ra cho khỏi cái bản thân của chúng ta. Các con thấy đây là những cái cuộc mà đấu tranh rất là gay go. Mà nếu mình thiếu sáng tạo thì mình sẽ thua giặc. Mà giặc nó khôn khéo lắm chứ đâu, nó phải các con bị ông trần thị miên rồi các con sẽ thấy nó đánh mình muôn mặt chứ nó đâu phải đánh một mặt, nó đánh rã rồi, rồi đánh tâm lý nữa, nó luận, nó nói đủ thứ. Ngủ chút đi rồi lát tôi sẽ khỏe hơn, tự nó trong bụng nó nói chứ ai nói. Các con thấy được nghe cũng đúng, cái bắt đầu lên giường nằm có thể mình sẽ thua sẵn đi. Cho nên trong cái cuộc mà đấu tranh về giặc sinh tử, chúng ta phải thấy được mặt Đức Phật dạy chúng ta có những cái phương pháp. Nhưng Đức Phật thường nhắc thiện xảo, không phải không, ông Phật bảo mình thiện xảo mà. Nhưng mà hầu hết là những cái đệ tử mà không biết thiện xảo thì nó sai, mà lại thiện xảo một cách nó trợt đó. Thiện xảo cái kiểu mà ví dụ như Phật dạy mình ngăn ác diệt ác, đối trị được cái tâm tham si của mình, thì mình lại không thiện xảo kiểu đó, mà mình lại trốn tránh né, ức chế cho nó nằm ở chỗ cục của nó đi, rồi mình trốn cái chỗ khác chứ mình không có diệt nó. Cho nên cuối cùng mình là chạy trốn, mình không bao giờ mình thắng được giặc. Mình phải trực tiếp mình đánh trực tiếp nó bằng phương pháp đàng hoàng chứ không được trốn chạy. Còn giờ thì nhiếp tâm, thì ức chế cho nó nằm một đống đó, mà thì sợ nó quá, nó ló mặt ra, nó đánh mình, thôi mình cứ lưu dần mình núp chỗ nào đó. Nhưng mà cuối cùng giặc đâu hết, tham si đâu hết. Mà tham si không hết, tới chừng mà mình trở về bình thường, mình coi như mình lên khỏi cái lỗ chung mai của mình, thì nó giặc tan nát mình hết, mà nó lôi mình luôn, nó làm nô lệ luôn. Các con thấy không? Còn hồi mình núp chỗ lỗ chung mai á, bây giờ các con ngồi, các con nhập định gì, các con nhiếp tâm không vọng tưởng hết, các con ngồi, tức là núp chỗ lỗ chung mai, nó bắn mình không được. Nhưng mà không lẽ mình cứ nằm dưới hoài, phải không? Mình phải xả ra. Mà mình xả ra thì nó dụ mình đủ thứ hết, cái lôi mình nó ở thành phố chứ nó thường cực. Cái mình ham, cái mình ra thành phố ở cái nó cho mình ăn ba cái bơ sữa rồi cái bắt đầu cái mình theo luôn, phải không? Như vậy là mình thất trận. Mình thua cái đòn đánh của nó rồi. Còn cái này mình biết có lúc thì mình núp, mình tránh, lực lượng mình yếu mình núp để mình luyện tập. Mình sáng tạo, mình chế tạo ra những cái vũ khí rất là mạnh hơn. Khi mình thấy đủ sức rồi thì mình ngóc cái đầu lên thì mình diệt nó liền. Mình diệt với cái trạng thái bình thường chứ đâu phải mà ở trong định mà diệt. Cho nên thầy dạy mấy con cái tri kiến giải thoát đó. Mình diệt với cái tầm thường của mình, mà nó đến là đụng cái tri kiến của mình là mình đập tan nát hết. Còn mà nó đánh mình hôn trầm thì miên để làm cho mình vô minh thì mà bắt đầu mình dụng thân mình niệm trời, mình nổ nó một lạc nó tiêu tan hết. Nổ như mà thanh trí con nó nổ kiểu đó. Thấy không, mấy con thấy kiểu mà nó nổ xuống kiểu đó làm sao mà không thầm nổ. Thầy nói thiệt ra bám theo chỗ nổ rồi mỗi bước đi của nó muốn chết cái kia. Cách thức như vậy thì mấy con nút tỉa từng kinh nghiệm như vậy, trong khi đó mình về mình sáng tạo để mình mỗi một người đều có một mặt trận, một cái đối phương đánh. Thì các con đều có, thế giờ thanh trí nó đánh về cái giặc của nó, mà các con đánh giặc của con chứ các con, nó có đánh giặc giùm các con được không? Người nào cũng có cái mặt trận đó hết, mặt trận sinh tử, mỗi người có một mặt trận sinh tử trong người chúng ta hết. Mà nếu mà chúng ta không sử dụng được cái vũ lực, được cái sức mạnh để mà đương đầu với nó thì chúng ta làm sao thắng? Coi như là mỗi con người chúng ta là một đất nước, một quê hương, mà đất nước quê hương của chúng ta đang bị giặc chiếm, giặc sinh tử chiếm. Bây giờ chúng ta là các nước nhược tiểu yếu, bây giờ chúng ta biết cách, có cái ông đó, ổng giải phóng được đất nước, ổng chỉ bài cách. Bây giờ nó tụi bay bắt chước tao nè, tao giải phóng được đất nước tao rồi, tao làm chủ được vốn sự sinh tử, sinh già bệnh chết rồi, bây giờ làm theo tao nè. Nhưng mà làm theo ổng thì cái phần của ổng, nhưng mà đối với đất nước mình nó có khác hơn,
phải không? Mỗi cái thân là mỗi cái đặc tướng mấy con. Vì vậy là mình phải biết sáng tạo, cho nên ông nhắc mình biểu thượng xảo, chứ đừng có bắt chước ông đập khuôn không thì không đúng. Cho nên mình sáng tạo đó, đánh với giặc mà giặc ở trong tâm của mình. Rồi cuối cùng mình cũng chiến thắng, cũng thành tựu như ông, chứ đâu có thua gì ông đâu. Cho nên đối với ông Phật thì ông thắng bằng cách là ông bỏ cung vàng này ngọc vô rừng 6 năm khổ hạnh. Rồi cuối cùng ông thành thân. Thầy 9 năm, thầy đánh giặc thầy dai hơn ông. Bởi vì mặt trận của thầy nó dai hơn ông. Cho nên 9 năm gian khổ, cuối cùng thầy cũng thành công. Bây giờ không biết mấy con 10 năm, 20 năm đi nữa chứ thầy. Nếu mà mấy con giỏi hơn thì mấy con 3-4 năm. Mà tính nay tính sổ ra bây giờ mấy con bao lâu rồi đấy. Có lẽ bây giờ cũng 7-8 năm không chừng. Cho nên trên cái cuộc đấu tranh này mấy con phải cố gắng khắc phục hết sức. Và chúng ta vừa học thầy, vừa học bạn bè, những cái hay mình rút tỉa để dành đó. Thấy cái điều đó rồi mình về mình tập luyện, thử coi có được không. Khi mình giặt nó ló đầu ra, đáp dùng tất cả những lực lượng mình luyện tập, mình giặt nó xuống, giặt tan nát đừng để, thì cuối cùng cứu cánh nó đến. Nói là mình giải phóng quê hương. Bây giờ như thầy giải phóng quê hương rồi, đất nước thầy độc lập rồi, giặc sanh tử không dám nói chuyện với nó. Bây giờ nó chỉ cầu hòa thầy chứ nó đâu có dám, rớ thầy được. Còn mấy con thì nó bắt bệnh thì mấy con nằm xuống lăn lộn, nó đâu có hòa bình với mấy con được, phải không? Nó bảo mấy con chết rồi, bắt đầu bây giờ mấy con thở không được, mấy con chết, mấy con đâu có hòa bình. Nó bây giờ mình kêu nó biểu ký hòa hợp đi, nó đâu có chịu. Mày chết chứ mày đừng có chuyện ký hòa hợp với tao, phải không? Giặc sinh tử mà tới chừng bảo con chết, nó đâu có con ký hòa hợp với nó được đâu. Nó không có duy trì cho mấy con đâu, nó chỉ có nước là đánh đuổi nó đi thôi, chứ còn mấy con không làm chủ nó là mấy con chết với nó đó. Nó bị đau, nó biểu đau là đau, mà nó biểu chết là chết. Cho nên nó cai trị cái đất nước của mình ghê gớm. Buộc lòng chúng ta phải nỗ lực chiến đấu giải phóng quê hương chúng ta, hoàn toàn chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ, làm chủ sự sống chết, đoàn thẳng ngồi đàng hoàng rồi. Như vậy nói chứng đạo, nói chứng của a la hán. Của a la hán gì? Thầy nói a la hán gì? Tại danh từ nói cho nó kêu cho nghe như Phật như thánh tiên vậy chứ không ăn thua gì. Tôi là con người, tôi giải phóng được tôi nè, bây giờ tôi sống không có sanh tử, không có bệnh tật gì mà tác động được thân tôi. Tôi làm chủ nó nè, tôi đủ rồi, tôi không cần gì hết. Tôi không có nên làm cái trò ảo thực thần thông biến quá, nào là thần thánh quỷ ma, tôi không biết cái thứ đó. Mà tôi biết bây giờ già tôi không lụm cụm, tôi không yếu đuối nữa. Mà nó yếu đuối cho tôi dập cái đầu nó xuống cho tôi, cho nó yếu đuối rồi, thấy không? Nghĩa là tôi thấy nó run rẩy mà nó xài không được nữa, tôi dập nó luôn, tôi cho nó chết luôn, tôi cố lệnh. Đó là cách thức mình làm chủ. Nó bệnh tôi bảo đi, nó không đi thì tôi bảo một tiếng mà không đi tôi cho nó chết luôn, tôi không sợ đâu, không hay không? Còn tôi bảo nó chết là nó phải chết, nó không có cãi tôi được, nó không nói là ráng sống thiệt, nó không có vậy được. Nó thì cái mình làm sao mình tu mình có được cái lệnh như vậy, mình có cái lực như vậy, thì đó mới xứng đáng là một cái người giải phóng được sự sinh tử luân hồi của mình. Tôi như vậy đủ rồi, bây giờ không cần đòi hỏi gì, tôi không cần đi xứ nào, tôi không cần về cực lạc Tây Phương, tôi không mặc, tôi không cầu đâu hết. Nhưng mà tôi làm chủ nó được, thì tôi về đâu thì biết. Nó nói con hiểu chỗ đó chưa? Bây giờ tôi về cái sự giải phóng, cái sự bình an, thì bây giờ tôi có chết ở muôn đời muôn kiếp tôi cũng ở trong cái bình an, chứ tôi có ở chỗ nào khác hơn? Tôi đâu có ở chỗ mà còn đau khổ nữa đâu. Cho nên cái này nó xác định rất rõ con đường chúng ta. Cho nên chúng ta phải ráng cứu mình. Mà con người Đức Phật làm được, thầy làm được, bây giờ không lẽ mấy con làm được? Trời đất ơi, mặt mũi như giống như thầy, có phải cái mũi của mấy con dài đang vậy? Nó khác thầy thì mấy con làm được, chứ mấy con giống y như thầy. Con mắt cũng vậy, cái miệng, cái răng cũng giống nhau, rồi tóc đai nó cũng vậy, tại sao làm không được? Mấy con từ chối chứ sự thật ra mấy con y như thầy mà con làm được. Bởi vậy thầy nghĩ ông Phật cũng giống thầy, thì thầy phải làm được. Thì thầy làm được rồi thì bây giờ mấy con cũng giống thầy, thì mấy con cũng làm được. Nhìn lại cái mặt người nào thầy thấy cũng giống nhau hết, cũng tựa tựa giống nhau hết, không có người nào cả. Bởi vì cái lỗ mũi đó, thầy nó dai, lỗ mũi là con cục, tại lỗ mũi thầy dai thế làm được. Con không, cái lỗ mũi không có vậy làm sao con làm được? Thì con nói vậy thì đúng. Con này nhìn cái lỗ mũi thầy với mũi con cũng y nhau, có khác đâu, cũng hai lỗ chứ mà bốn lỗ sao? Nó đâu có khác gì. Tại sao mấy con làm được? Tại vì mấy con lười biếng, không chịu đấu tranh, không chịu đánh giặc, cứ để bị nô lệ mà không chịu chiến thắng. Thì như vậy là cái lỗi của mấy con, chứ không phải là cái lỗi của ai. Đất nước bị nô lệ mà cứ chịu đời nô lệ à? Mà trong khi có người ta giải phóng được quê hương người ta rồi thì mình cũng cố gắng mình làm cho được chứ. Tại sao mình điên khùng gì?
Như vậy mà người ta có trường lớp, người ta dạy cho mình trong trường để mình học những cái chiến thuật chiến lược để mình đánh bại giặc. Có ai không có trường lớp của Đạo Phật để đào tạo cho mình để đánh giặc, để giải phóng đất nước của mình chứ? Chứ đâu phải giải phóng đất nước cho Phật đâu. Vậy mà mình không ráng mình học. Cho nên mấy con làm bài nè, rồi mấy con tập siêng năng đi. Ở trong trường võ bị mấy con luyện tập quân sự, mấy con trời đất ở bộ vô đó không có kỷ luật sao? Cho nên từ đây về sau mà xong rồi thầy khép mấy con rất chặt con kỷ luật, sống độc cư hẳn hoài, hoàn toàn không được nói chuyện, kỷ luật ăn uống nghiêm chỉnh, đi khất thực hẳn hoài đàng hoàng. Đi quá chậm như mấy cô thầy cũng chưa chấp nhận, phải không? Mà đi mà nhịp nhàng mấy con thấy cũng đẹp chứ. Ba cô bước dở chân lên một điều một lượt giống như lính đi, để chân xuống cũng như lính đi thì thấy là đẹp thật. Nhưng mà thầy thì không được, cái điều này nó mất tự nhiên quá. Mấy cô sao đập khuôn giống như lính thật. Thầy đã thấy hết rồi. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ dạy mấy con rất là hồn nhiên tự nhiên, nhưng không dội dàng, không lật đật, để làm cho mình tỉnh thức từng bước. Cũng như mấy con thấy lúc từ hồi nãy tới giờ, mấy con thấy từ cái đi kinh hành không có người nào giống người nào đâu. Nếu bắt buộc mấy con gặp khuôn nhau giống nhau thì giống như lính đi không khác gì, có phải không? Ở đây không, thực hiện theo đặc tướng của mình. Người đi nhanh mà đi cách nào cho nó nhẹ nhàng êm ái, đi cho mà quá như là thanh trí mà đuổi như hung cầm thì đâu coi được, có phải không? Cho nên vì vậy mà trong khi tu tập thì tùy theo đặc tướng mà hướng dẫn, tùy theo quay nghi của mấy con, tùy theo đặc tướng của mấy con hướng dẫn cái quay nghi tế hạnh của mấy con, chứ không bắt mấy con gặp khuôn. Mà thiệt ra thầy thấy mấy cô mà tập luyện mà gặp khuôn như vậy đó, mấy con còn chưa từng thấy nữa. Mấy con cứ luyện tập ở bên khất sĩ, họ ngồi hai hàng về họ ăn cơm, mà khi mà đưa cái muỗng lên vậy thì rượt đưa lên đều bỏ trong miệng đều một lượt nữa. Rồi họ để cái muỗng xuống thì đi, họ tập sao mà đều lắm, để cái muỗng xuống quá. Rồi họ múc cơm, bây giờ thì không biết, nhưng mà hồi thầy còn bé đó, khi mà khất sĩ mà ra đời thành lập, thầy còn đi học, lúc còn nhỏ thầy đi học, thầy đã gặp mấy người khất sĩ họ ăn uống thầm, thầy nói giống như lính thiệt. Đi cho nó nhịp nhàng mà ăn uống nhịp nhàng lắm, nó đẹp lắm, nhiều lắm. Nhưng mà đó là cái hình tướng đẹp, đẹp, đẹp. Nhưng mà điều kiện đó, con người tu mình không phải vậy. Bởi vì rút tỉa từng kinh nghiệm đó, thầy sẽ hướng dẫn các con cứ quay như thế hả? Nó tự nhiên, nó hồn nhiên. Nó cách thức của thầy thì nó theo cái tự nhiên của thiên nhiên, nó sống theo cái đặc tướng của mọi con người, chứ không phải khép cho nó vào cái khuôn khổ, bị ức chế để thành cái khuôn, nó bị ép buộc. Cái tướng đi tôi nó xào xào xào, mà bắt bây giờ tôi đi theo kiểu mà như là cụ lời thì thật là chết. Nếu mà con thấy không, nó không đúng, nó không đúng cái đặc tướng của mình. Rồi nó coi một cái người cao vậy mà phải đi từ nhích thì ông khổ quá, cái chân ông dài mà ông đi cái kiểu thế thì ông khổ. Cho nên vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ, mình phải chuẩn bị là về cái quay như thế hạnh của từng loại con người để thực hiện được. Khi người ta đi một mình, người ta nói đúng cái người cao họ phải đi như vậy, mà cái người lùn phải đi như vậy, chứ không phải là cái người cao bắt cái người lùn đi theo cái người cao. Thì thầy thấy nó rất khổ, cái người lùn họ rất khổ. Cho nên trong cái vấn đề mà hướng dẫn về quay nghi tế hạnh, thầy nghiên cứu để mà thầy viết cái bộ sách đó, để mà dạy cho từng cái đặc tướng của mọi người. Bởi vì dạy quay nghi tế hạnh mà đi đứng nằm ngồi ăn uống mặc y mang bát, tất cả mọi cái sự sinh hoạt của chúng ta đều nằm trong quay nghi tế hạnh. Cho nên mấy con biết, khi mới viết cuốn sách vậy, nó cần phải sự tư duy đầu tư rất nhiều trí óc của mình, chứ đâu phải mà nghiên cứu một người được đâu. Nghiên cứu nhiều người mà nhiều đặc tướng nữa, nó đòi hỏi ở cái trí óc cái người đó phải làm việc rất nhiều, chứ không phải nghỉ ngơi được. Cho nên mấy con nghĩ rằng tại sao mà thầy bận tâm nhiều mà thầy cũng lo lắng về cái bộ sách đó để cho nó được ra. Vậy thì bây giờ thì mấy con đã hiểu rồi, đã học được nhiều cái kinh nghiệm rồi. Nhưng mà khi nào mà mấy con thấy thầy có viết giấy mời mấy con đó, thì thầy sẽ mời đi cho mấy con đó, thì thầy sẽ sửa mấy con, chứ thầy không có phạt mấy con đâu mà sợ. Hoặc là thấy giấy mời mấy con đừng có nghĩ rằng thầy điều tra mấy con, không phải đâu. Thầy chỉ mời mấy con đến đó, là cái gì sai đó, thầy sửa lại cho mấy con. Nghĩa là ví dụ như mấy con đi như vậy mà mấy con nhíp không được, thì viết giấy thì gửi cho con, thì con cầm cái giấy đó con đến gặp thầy trong giờ nào,
thì thầy sẽ dạy con sẽ cách thức nhất, tức là dạy từng chút như một bà mẹ mà nâng cái bước đi cho đứa con mới chập chững thôi để dạy cho nó đi, cũng như nâng hai cái tay đưa về cho đứa bé nó tập từng bước đi mà nó đi cả chỉnh cả chẳng với nó chưa có ngay ngắn, thì thầy cũng như là một người mẹ mà dìu dắt đứa con mình để tập cho nó bước đi cho nó đứng. Đó, cách thức là như vậy chứ không phải là thầy kêu với con điều tra như công an đâu mà sợ. Hiểu chưa? Thấy giấy mờ rồi lật đật không biết chuyện gì đó thì đừng có nghĩ vậy, mà kính là thầy để chỉnh lại những cái sai của mấy con trong khi tu tập. Trong gì thì dặn trước để mấy con hồi hộp, làm cho mấy con sợ thì nó cũng không hay, cho nên thầy nhắc nhở trước. Nhưng mà mọi người thì không biết người nào, ở trong số mình không biết ai, mình đâu biết, nhưng mà có người cũng sẽ có mời. Nhưng mà mời là được cái sự giúp đỡ và nâng niu của thầy để giúp đỡ cho mấy con tiến bước cái sự tu tập cho nó đúng, chứ không có gì hết. Thầy dặn bảo trước thì đến như thầy đừng có hồi hộp gì hết, thầy sẽ dạy cho cách thức tu tập cho nó kỹ lưỡng hơn một chút. Đừng thấy mình, đừng có mặc cảm là mình dở quá, mọi người sẽ tu được mình lại dở, đừng có mặc cảm điều đó. Chỉ mình quyết tâm mình tu tập và mình cố rèn luyện thì mình sẽ được rồi mấy con, chứ không có gì dở. Các con thấy bao nhiêu trẻ con mà được sinh ra, mình đây cũng là trẻ con mà hôm nay mình biết đi mình nhờ mẹ mình cái gì mấy con, phải không? Dìu dắt mình, dẫn mình từng bước đi, mà hôm nay mình mới đi được như thế này, mình lớn mình đi được như thế này là mình cũng phải nhờ bà mẹ mình chứ gì. Nếu mình tự ti mặc cảm, tôi sanh ra tôi bước đi không được, vậy tôi mấy người kia sẽ bước đi được mà tôi bước đi không được là tôi thấy tôi khổ tâm quá, tôi thấy tôi xấu hổ quá. Đừng có vậy mấy con. Nghĩa là con người sanh ra thì người nào cũng bước đi được hết, dù là nó có khó khăn hơn, có đứa trẻ thì khó khăn hơn, nhưng mà có đứa trẻ dễ dàng hơn, mau đi hơn, thì cái đó là cái đặc tướng của nó rồi. Còn mình chậm thì có người nào, mấy con nhìn đây, hồi nào bây giờ mình cũng đứa bé mới sinh ra trường bò chứ chưa có đứa nào mà đi được liền đâu, có ai mà sinh ra đi liền được phải không? Vậy mà bà mẹ mình đã dìu dắt mình từng bước mà mình đi được như thế này, thiệt ra vì vậy mà mình nhớ được công ơn mẹ mình biết bà cũng khổ lắm chứ, thương con và chịu khó ghê gớm lắm, cho nên bây giờ đó mình đi được. Nhưng mà mình thấy có người nào đi không được không? Mình nhìn đây mọi người xung quanh đây có người nào không đi được không? Bây giờ có người nào làm bò không? Đâu không có. Như vậy là mình biết được công ơn của mẹ mình, và bây giờ cái công ơn của thầy là làm cho mấy con đi được, tu tập được, có phải không? Mấy con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Thì thầy ví như một người mẹ, vì vậy mấy con đừng có mặc cảm sao mà huynh đệ tôi đều đi được hết mà tu tập không được, mọi người đều tu được mà tại sao tôi không được. Mấy con đừng có nghĩ như vậy, bởi vì có đứa thì cái cơ thể, cái đặc tướng của nó, xương nó mạnh nó cứng, còn có đứa nó yếu thì nó phải tập lần nó sẽ cứng cáp trở lại chứ có gì đâu, cho nên nó cũng đi được. Vì này cho nên Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời con người là duy nhất, chỉ có con người là duy nhất, tức là con người là làm chủ được. Trừ ra chúng ta là con cọp, con beo, con trâu, con bò thì chúng ta không tu được pháp này đâu, nhưng mà là con người thì người nào cũng giải thoát được. Ý của Đức Phật cũng nói là con người thì người nào cũng tu tập được vậy thôi, không có gì đâu. Chúng ta đừng mặc cảm, thấy người đó tu được, thấy người đó đi trước thì cái duyên của người ta, cái đặc tướng của người ta, nó cũng như đứa trẻ mà thầy nói hồi nãy đó, nó vì cái duyên nó sinh ra nó được những cái chất xương nó cứng, chất vôi nó đầy đủ, còn mình sinh ra nó thiếu như thế nào đó mà nó yếu ớt, cho nên nó đi nó chậm chạp hơn. Thì lần lượt rồi thì bà mẹ nâng đỡ giúp đỡ mình, lần lượt mình cũng bước đi được, có gì đâu mà lại không bước đi, thấy không? Thầy muốn nói như vậy các con hiểu không? Thầy sức tấn tinh thần mấy con đừng có mặc cảm mà tôi không được. Trong cái lớp này thấy người ta chứng quả là hán 50 người mà tôi bây giờ còn ngồi cái lớp mà viết về nhân quả thảo mộc rồi đó, tôi chắc hết tôi về kiếm được. Thôi tôi về chứ tôi ở tung chứ. Mấy con đừng có mặc cảm như vậy. Bên chỉ huynh đệ mình đi trước, mình cũng sẽ theo sau, mình chậm hơn một chút, nhưng mà bên chỉ rồi mấy con cũng đi tới nơi. Vì Đức Phật đã xác định con người là duy nhất, con người là duy nhất làm chủ được sự sinh già bệnh chết, không có người nào mà không làm chủ. Nhớ như vậy mấy con đừng có thối chuyển mấy con. Dù mấy con là cái người lớn tuổi cách gì đi nữa mà đủ duyên Phật pháp thì mấy con cũng được sự hướng dẫn của thầy để dìu dắt mấy con tới nơi tới chỗ. Chứ không có bỏ mấy con giữa đường đâu mà sợ. Từ ra nghiệp mấy con đến, nhưng mà thầy tin rằng nó có đến đi nữa thì mấy con cũng ở nước mà không có còn tái sanh đâu. Vì các con đã biết chân lý như thế nào rồi. Nên mấy con không có điên gì mà không ôm cái chân lý đó để mà vượt những số nghiệp, cái cuộc đời nghiệp của mấy con mà vượt.
Đó, hôm nay thì cái lớp hôm nay đến đây thì thầy chấm dứt là cái buổi kiểm tra về tỉnh giác, về chánh niệm tỉnh giác, cái phương pháp tu đi kinh hành.